Á hậu Phương Nhi lên tiếng về tin đồn bỏ học. Phương Nhi được chọn là đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu quốc tế 2023. Người đẹp xứ Thanh bị đồn là bỏ học để thi Hoa hậu. Mặc dù chỉ giành danh hiệu Á hậu High Miss của Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, song Phương Nhi nhận được sự quan tâm và kỳ vọng không nhỏ từ dư luận bởi vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ và có phần nổi trội so với hai người đẹp đăng quang ở thứ hạng cao hơn. Ngay sau khi cuộc thi này khép lại, ban tổ chức cuộc thi cũng khẳng định sẽ chọn Phương Nhi dự thi một đấu trường sắc đẹp thế giới nhưng chưa tiết lộ cụ thể đó là sân chơi nào. Cho tới gần đây, người đẹp xứ Thanh mới chính thức được công bố sẽ đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2023. Tuy nhiên, cùng thời điểm này trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Phương Nhi đã bỏ học, bị buộc thôi học kể từ sau khi đăng quang danh hiệu Á hậu. Lý do là bởi cô nghỉ học quá thời gian quy định. Trước tin đồn này, mới đây Phương Nhi đã lên tiếng phản hồi. Theo đó, người đẹp khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Trên thực tế, cô và gia đình đã chủ động xin bảo lưu kết quả học tập tại trường Đại học Luật Hà Nội để có thời gian tập trung toàn tâm toàn sức chuẩn bị cho việc đại diện Việt Nam thi Hoa hậu quốc tế 2023. Ngay sau khi cuộc thi này kết thúc vào tháng 10 tới đây, cô sẽ quay trở lại trường để tiếp tục việc học. Nói thêm về việc này, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2022, đồng thời cũng là đại diện công ty Sen Vàng, đơn vị cử Phương Nhi thi Hoa hậu quốc tế 2023 cho biết, việc bảo lưu kết quả học tập của Phương Nhi như trên đã được các bên liên quan, bao gồm cả Phương Nhi cân nhắc, bàn bạc rất kỹ lưỡng. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở nhận thấy sự cần thiết và hợp lý của việc để Phương Nhi bảo lưu kết quả học một năm để hoàn thiện các kỹ năng, chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia thi sắc đẹp quốc tế. Sau khi Phương Nhi giành danh hiệu Á hậu, có nhiều điều tốt đẹp đã đến với sự nghiệp của cô gái này. Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo mà chúng tôi vạch ra. Sau khi kết thúc cuộc thi, Phương Nhi sẽ trở lại trường để tiếp tục việc học. Đại diện Sen Vàng lý giải. Về phần mình, Phương Nhi bày tỏ, từ nhỏ, bản thân cô khá nhát và rụt rè vì luôn được sống trong sự bao bọc của vòng tay bố mẹ. Nên khi có cơ hội bước ra ngoài để khẳng định mình, có cơ hội làm nhiều việc để giúp đỡ mọi người, cô đã đặt quyết tâm phải nỗ lực và tự tin thể hiện bản thân mình. Người đẹp chia sẻ, cô tự ý thức được rằng dù đứng trước những thử thách nhưng có áp lực thì mình mới có thể trưởng thành. Phương Nhi cũng phủ nhận việc mình được ưu ái khi được chọn là đại diện Việt Nam thi Hoa hậu quốc tế 2023 bởi trước đó. Cô vẫn luôn cố gắng làm tròn sứ mệnh của một Á hậu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Về phía Sen Vàng, khi được hỏi về lý do chọn Phương Nhi thi Hoa hậu quốc tế 2023, đại diện đơn vị này khẳng định, cô chính là sự lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài vẻ đẹp ngọt ngào, cô còn thể hiện nỗ lực, quyết tâm và có niềm đam mê lớn với cuộc thi. Đặc biệt, người đẹp xứ Thanh biết hát, biết nhảy, có sự năng động, sáng tạo trong lĩnh vực giải trí, đồng thời vẫn giữ nét ngại ngùng, duyên dáng, phù hợp với tiêu chí cuộc thi.